my stupid heart. Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Hôm nay cơ sở em rất là vinh dự khi đón một vị khách rất ở trong tận trong miền Nam ra cơ. Đó là một cu em tên là Nhã ở trong Long An. Xem trên mạng và biết đến cơ sở của em nhá. Thì em đấy đang ở ngoài miền Bắc này, đang vào mùa gặt đây. Thì cứ đến vào mùa gặt thì anh em ở trong miền Tây này lại ra ngoài này là đi lái máy gặt cho các anh em miền Bắc lái thuê anh em. Thì em ấy cách em đang lái máy gặt ở bên Bắc Linh ấy, cách em khoảng 100 cây số thì em ấy có điện trước cho em 2-3 ngày trước và điện bảo là em muốn sang bên cơ sở anh xem máy để mua máy. Mua một con máy Giang Ma 4TLV98, máy turbo, máy cắt, gọi là máy 82 ấy, về để em lắp vào con máy cắt nhà em. Thì em đã cho định vị gửi vị trí cho em Nhã đấy, thì hôm nay em Nhã sang tận cửa hàng em đây. Và sau một hồi chọn lựa thì em mới đã chọn con máy này nhá em nhá. Giang Ma 4TLV98, động cơ máy cắt. Máy này trong một thời gian vừa rồi em bán rất là nhiều. Vì không ngờ là cái nhu cầu của anh em lại nhiều như thế. Có bán buôn có, bán lẻ có nhá. Anh em nhá, rất là nhiều luôn. Thì theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy này cho tất cả anh em cùng biết nhá. Con Giang Ma này, cái động cơ máy cắt này là nó mã lực nó cao hơn cái động cơ máy cơ giới anh em ạ. Con này là nó là 60,3 kW thì nó rơi vào 82 PS và lòng của nó là 98 ly, và vòng tua của con này là 2400 nhá, vòng tua 2400. Mà những cái dòng máy này là máy turbo này, máy 98 này, máy turbo là phải đẹp thì mới bán được, vì anh em ở trong miền trong người ta mua về để chế vào máy cắt rất là nhiều nhá. Thì con máy Giang Ma 4TLV98 máy turbo này nó đẹp ở đâu? Em sẽ quay cho anh em cùng biết nhá. Đây. Một con máy nó có đẹp hay không này. Anh em phải nhìn là tổng thể của con máy này. Đầu tiên là cái bô xả nó này, nó chạy ít, vì thế mà nó chưa bị rỉ này, vẫn còn xanh lét này. Máy nó chạy cực ít luôn nhá. Turbo thứ còn nguyên zin hết này, cái gang xả nó chưa bị rỉ này. Đây, lốc hai bên dày lốc, có lốc ghi 98 đây nhá, lốc đen xì, chưa có một tí rong keo luôn. Máy này là chưa có tình trạng tháo rỡ riếc gì luôn nhá anh nhá. Lốc cái thứ vẫn còn mới tinh luôn, cả cái mặt đằng trước, mặt đằng sau luôn. Mặt đằng trước này, đấy, nguyên zin hết. Máy Giang Ma 4TLV98. Con này nó ở động cơ máy cắt ra thì nó mới có cái bu ly này anh em ạ. Động cơ máy cắt thì nó có cái bu ly này nhá anh em nhá. Đây. Quan trọng nhất là ốc quy lát này, nguyên zin hết này, nguyên zin này. Máy chưa có sự can thiệp của cà lê luôn, chưa động chạm gì. Tất cả bơm kim các thứ này nguyên zin hết. Đây. Số máy đâu? Số máy là chờ tí. Đây, anh em xem này, hai bên dày lốc đen xì luôn. Máy cực đẹp luôn nhá. Giang Ma 4TLV98 lòng 98 ly này. Cái máy turbo này bây giờ anh em ở trong miền trong người ta mua về để là chế lên con máy cắt rất là nhiều nhá. Hình thức của con máy này quá ok. Ai lấy này, đi tháo đổi cho em mấy cái dây của loa. Em không biết được. Đây, quá đẹp turbo này, cái thứ này, gang xả này, đẹp rực rỡ luôn nhá. Bây giờ sẽ cho anh em thợ test lỗ để cho em Nhã em mới kiểm tra. Lỗ đi em ơi. Như máy mới luôn đấy. Kiểm tra đây em trai. Bô xả này nó còn chưa bị rỉ này, mới lắm, êm du luôn. Không có một tí khói nào luôn nhá. Máy chạy sướng nhỉ. Như máy mới. Mới 95% nhá. Đấy, mở ra, kiểm tra đây. Không khói, không đổ ơi.
Em ra ở trong Long An ra đấy anh em ạ. Anh mua anh kiểm tra hết rồi, về không phải lo đâu. Em du luôn. Máy nó chạy nhiều chỗ này nó xỉ hết. Giang Ma 4TLV98 nhá. Nó bị hạn chế cần ga đấy. Em muốn lấy này phải mở cần ga ra nữa. Ok chưa? Như máy mới luôn anh em ạ. Đỉnh của chóp chưa? Êm du luôn nhá. Đúng là máy zin có khác anh em ạ. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Giang Ma 4TLV98 nhá. Cho một hai cu em ở tận trong Long An ra này. Nếu mà để nói là tuổi cháu anh em ạ, kém 16, 17 tuổi. Thôi cứ gọi là anh cho nó trẻ. Công nhận là hiếm thấy có một thằng cu là nó bé bé như thế này mà nó đã biết đi kiếm tiền rồi anh em ạ. Ngày xưa bằng tuổi thằng này em vẫn đang học cấp 3. À đâu, vẫn đang học. Đang học còn đi học, bắt đầu đi học đại học hay sao ấy. Chưa đi học đại học vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ thôi. Thế là bây giờ là ngày 20 tuổi rồi, đã biết đi kiếm tiền rồi. Đi từ từ Nam vô ra Bắc để kiếm tiền rồi anh em ạ. Biết đi mua máy về để cho gia đình làm rồi đấy. Đúng là bái phục luôn đấy. Vừa con máy lổ nhá. Máy 4TLV98, máy lổ, máy zin. Lổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Siêu phẩm thực sự luôn nhá. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ con máy này nhá. Siêu phẩm Giang Ma 98 này. Nếu mà anh em nào có nhu cầu mua cái máy này về bán này hay mua về dùng ấy, anh em cứ liên hệ cho em. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em để anh em có thể chọn được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà cái video em đăng lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này. Tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh VP88 nhá. Và trong đó sẽ ra 5 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe khách, xe ben, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to nhá. Số nhỏ, số to nhá, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, hoặc là người ta có làm ăn uy tín hay không nha anh em nhé. Để tránh trường hợp rất là nhiều người bị lừa ấy, chuyển tiền cọc rồi người ta gửi hình ảnh một con máy không đẹp, gửi một con hình ảnh một con máy không đúng với trong video với trong hình ảnh, rất là nhiều người bị lừa rồi anh em mà, chú ý nhá, đừng có hám rẻ xong lại bị lừa ấy. Và nếu mà anh em máy móc của mọi người nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua cái đồ gì lốc trục quy lát này, turbo này, hoặc là trục cơ, hay là bất kể một con ốc nhỏ trên cái con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo là anh ơi, anh bán cho em cái này với, cả không có cái này xe em không chạy được, máy em không đủ được. Thì nói thật với anh em là bán cái đồ vặt này nó không lời lãi bao tiền đâu, nhưng nó giúp mình quảng bá cái cơ sở của mình. Sau này nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà anh em có cần, sau này anh em có nhu cầu mua máy hay bạn bè của anh em mua máy thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình. Điều đấy là điều chắc chắn rồi. Và nói thật với anh em nữa là nếu mà cái anh em nào thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng những cái đồ đi theo máy, đồ cũ, đồ bãi ấy. Vì cái chất thép của nó khác hoàn toàn với những cái đồ mới. Đồ mới là sắt pha gang nha. Cái độ bền của nó, độ dẻo dai, độ cứng, độ bền của nó sẽ không bao giờ bằng những cái đồ đi theo máy này đâu. Vì thế mà nói thật với anh em là những anh em thợ lâu năm người ta chỉ thích sử dụng đồ bãi thôi. Mà nói thật với anh em là bán cái này là không lời lãi gì đâu anh em ạ. Đây, giúp đỡ anh em là chính rồi. Như vậy là siêu phẩm Giang Ma 4TLV98 cho cu em ở bên tận trong Long An, Sài Gòn ra đây ấy, anh em ạ. Mấy nghìn cây số ấy, chọn được con máy ưng ý cho mình rồi.
chúc cho cu em về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Nếu mà dùng tốt thì có ai có nhu cầu mua máy, xính là máy đang mở nước hình như đầy sao ấy. Đang có, hình như ông mong rửa tay. Đang có nhu cầu mua máy gì thì giới thiệu cho anh, giới thiệu cho anh nhá. Uy tín đã tạo lên thương hiệu của anh em ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em nhá, anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Đây, thằng của em đây. Xin chào.